Tỷ tỷ đạp gió Chipu lần đầu nói về nội dung buổi cầu hôn, tiết lộ cả thời gian và địa điểm. Trong một chương trình của Trung Quốc, các khách mời đã hỏi Chipu về một buổi cầu hôn trong mơ như thế nào. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ vô cùng tò mò. Phải chăng nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ cho mình? Sau hành trình Tỷ tỷ đạp gió 2023 kết thúc, sức hút của Chipu dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Trái lại, nữ ca sĩ vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu mến từ người hâm mộ ở đất nước tỷ dân. Tận dụng điều đó, nữ ca sĩ gốc Hà Thành cũng tích cực hoạt động tham gia show tại Trung Quốc để tăng độ nhận diện cá nhân. Mới đây, tham gia show tại Trung Quốc, Chipu khiến nhiều người bất ngờ khi đề cập đến chuyện cầu hôn. Cụ thể, khi được hỏi về sự kiện cầu hôn trong mơ như thế nào, nữ ca sĩ sinh năm 1993 nói, "Tôi hy vọng đó sẽ là một ngày đặc biệt, ở một địa điểm đặc biệt và anh ấy sẽ quỳ một chân khi cầu hôn tôi, chỉ cần một lần cầu hôn duy nhất với đúng người." Chipu cũng chia sẻ thêm rằng mẹ của cô cũng thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm của nữ ca sĩ trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, Chipu đã trấn an phụ huynh bằng câu nói quen thuộc, đừng lo lắng, đừng vội vàng. Chipu cho biết ở thời điểm hiện tại cô vẫn đang tìm kiếm nửa kia phù hợp với bản thân. Bởi vì hiện tại em đã 30 tuổi rồi nhưng em vẫn chưa lấy chồng cũng như chưa có bạn trai. Vì vậy mẹ em hay hỏi em, bạn trai con đang ở đâu vậy? Con đang đi chơi với ai? Gần đây nhân dịp sinh nhật em mẹ còn nhắc khéo, chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ, con đã tròn 30 tuổi rồi. Khi đó em đã trả lời lại, mẹ đừng lo cũng đừng vội. Các nghệ sĩ khác đã hỏi thêm khi nghe chia sẻ của Chipu, em có tin rằng mình sẽ gặp đúng người đàn ông tốt không? Cô cho biết có lẽ em sẽ không gặp được đâu, em không biết nữa, em vẫn đang đợi. Chipu còn hô hào trên show, mọi người ơi, em còn độc thân nhé. Phần chia sẻ của Chipu đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và đặt nghi vấn từ người hâm mộ trong và ngoài nước, do từ trước đến nay nữ ca sĩ là cái tên vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân. Trước đó, hồi năm 2020, trong The Great State Show, Chipu lần hiếm hoi nhắc đến tình yêu, thừa nhận từng muốn từ bỏ tất cả để kết hôn. Ngày xưa tôi nghĩ tình yêu rất đẹp, bay bổng yêu đời và cảm thấy tình yêu là tất cả. Có khoảng thời gian tôi quen một người, khi ấy tôi chỉ đâm đầu vào yêu thôi, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên hết bạn bè, công việc, chỉ yêu và yêu thôi. Tôi từng nghĩ mình sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh người ấy. Chính vì nó đặc biệt như vậy nên tôi suy nghĩ rất nhiều cho tương lai của mối quan hệ đó và thực sự đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới người này, nữ ca sĩ bộc bạch. Trong quá khứ, Chipu từng có 3 năm gắn bó với Cường Seven. Đây cũng chính là khoảng thời gian cô được nhiều người biết đến với danh hiệu hot girl Hà Thành. Sau hơn 1 năm khi chia tay Cường Seven, Chipu vướng tin đồn yêu đương đồng giới với Gil Lê khi mới nam tiến vào năm 2014. Và đến năm 2018, khi chào sân âm nhạc bằng ca khúc Cho Ta Gần Hơn, Chipu dính nghi án yêu đương cùng nam chính Hàn Quốc Jin Soo Hyun. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nữ ca sĩ sinh năm 1993 vẫn kín tiếng tình cảm, tập trung vào sự nghiệp ca hát và lấn sân sang thị trường tỷ dân. Chipu sinh năm 1993 tại Hà Nội, cô được công chúng biết tới rộng rãi khi lọt vào top 20 Miss Teen Việt Nam 2009. Đến năm 2005, Chipu là hot girl Việt Nam có lượng người theo dõi và quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội. Năm 2017, Chipu thực sự khiến dư luận choáng váng khi tuyên bố từ nay tôi là ca sĩ, cho ra mắt một loạt sản phẩm âm nhạc. Sau thành công với Tỷ tỷ đạp gió, Chipu từng có chia sẻ trên trang cá nhân, thời gian sắp tới chia sẻ hoạt động song song ở cả hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam, nếu có dự án phù hợp chia sẻ sắp xếp thời gian để tham gia. Chi vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và chương trình thực tế. Cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả dành cho Chi trong suốt thời gian tham gia Đạp Gió 2023. Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Chi. Rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Chi trong những dự án sắp tới.